tích hợp đa năng 6 thiết bị nấu ăn trong một sản phẩm, không chỉ nấu được các món chiên, nướng. Nồi chiên không dầu Mutoshi mf 98 c còn có khả năng nấu đa dạng các món như bánh mì, bánh ngọt, làm caramel. Chính vì thế, sản phẩm còn giúp bạn tinh gọn tối đa diện tích căn bếp tiết kiệm chi phí bằng việc mua một được 6. 1. Nồi chiên không khí 2. Lò nướng bánh mì 3. Lò nướng 4. Bếp nướng BBQ 5. Tủ sấy trái cây 6. Máy giã đông, bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về nồi chiên không khí Mutoshi MF98C. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như, review, nồi chiên không khí Mutoshi MF98C hiệu quả nhanh không? Có an toàn không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Toàn bộ sản phẩm của Mutoshi được sản xuất theo hệ thống quản trị chất lượng với các cố vấn đến từ tập đoàn SIYAMA Nhật Bản. Motoci cam kết đem những sản phẩm bền bỉ, chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng, công nghệ Rapid Air 360 độ giúp thực phẩm mềm bên trong, giòn tan bên ngoài, cơ chế quạt gió đẩy luồng khí nóng lưu thông 360 độ xung quanh khoang nồi giúp thức ăn được chín từ trong ra ngoài và chín đều các mặt mà không cần lật. Không làm gián đoạn quá trình nấu ăn, tiết kiệm tối đa thời gian của bạn. Bên cạnh đó, công nghệ Rapid Air làm giảm hơn 80% lượng mỡ thừa trong thức ăn, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình bạn. Thể tích lớn 12L đáp ứng nhu cầu sử dụng cho cả gia đình, nồi chiên không dầu Mutose MF98C có thể tích siêu lớn lên đến 12L. Gấp đôi thể tích của một chiếc nồi chiên không dầu bình thường giúp bạn có thể nấu một lượng lớn thức ăn chỉ trong một lần duy nhất. Nhờ ưu điểm này, Mutose MF98C sẽ phát huy tác dụng tối đa đối với những gia đình 4, 6 người hoặc trong những dịp tụ họp. Điểm nhấn hoàn hảo cho không gian bếp gia đình, nồi chiên không dầu Mutose MF98C có thiết kế tinh tế. Màu sắc hài hòa, tạo cảm giác nhỏ nhắn, đẹp mắt tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho không gian căn bếp của bạn. Thiết kế khay nướng nhiều lớp thông minh, dễ dàng vệ sinh, được thiết kế tiện lợi với nhiều khe để khay nướng. Nồi chiên không dầu Mutose MF98C có thể kết hợp để tối đa 3 khay nướng giúp bạn có thể nấu trọn vẹn một bữa cơm chỉ trong một lần duy nhất. Cực kỳ tiện lợi và tiết kiệm tối đa thời gian vào bếp, khay nướng và khay hứng mỡ có thể tháo lắp linh động. Dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần sử dụng, chất liệu inox 304 cao cấp an toàn tuyệt đối, khoang nướng và các phụ kiện tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được làm hoàn toàn bằng inox 304 cao cấp. Bền bỉ an toàn tuyệt đối với sức khỏe người người dùng, mặt kính hai lớp trong suốt bền bỉ. Trực quan, với mặt kính hai lớp trong suốt dày dặn bền bỉ, bạn có thể dễ dàng quan sát thực phẩm ở bên trong theo dõi và căn thời gian để cho ra mắt được những món ăn ngon và bắt mắt nhất, núm xoay cơ điều chỉnh êm ái. Nồi chiên không dầu Mutoshi MF98C là nồi cơ bền bỉ, với hai núm xoay điều chỉnh thời gian lên đến 60 phút và nhiệt độ tới 200 độ C. Dễ dàng sử dụng và nấu các món cần thời gian dài và nhiệt độ cao, lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được nồi chiên không khí Moto CMF98C chính hãng. Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của nồi chiên không khí Moto CMF98C để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.